truyền từ rừng cao suối vong nghe câu then xin cho quên đường về dù vẫn vương dâu vương tóc thề mãi đi chợ xa na đi hoa trắng núi ngân sơn đèo giang đàn tình vẫn mang theo bắc cạn mời thay lấy tông tìm cô then chúc phúc cuộc đời nặng tình nghĩa trắng Rồi... xin chào cô chú anh chị và khán giả và mọi người trên kênh của Nhi Đề Blog nhé thì hôm nay thì Nhi làm cái clip này thì Nhi lên Nhi chia sẻ cái nhìn nhận và cái cảm nhận của Nhi xoay quanh hai ba ngày hôm nay về cái câu chuyện và hai bố con lạc luộc thì đã gặp nhau thì cũng đã tay bắt mặt mừng và đã đưa nhau đi chỗ lọ đưa nhau đi chỗ kia thì uh, trong cái clip mà ngày hôm qua thì hai bố con của thủy trọc đấy thì cũng có quay lên trên không gian mạng giới thiệu cho khán giả cho mọi người biết được là trên cái đỉnh phan xi phăng thì uh, theo như cái cách đánh giá và cái cách nhìn nhận của nhi thì nhi cũng đưa ra hai cái giả thiết thì uh, tại sao và lý do gì có cái cuộc gặp gỡ giữa hai bố con của lạc luộc thì cái giả thiết đầu tiên thì Nhi muốn đưa lên cho cô chú anh chị và khán giả và mọi người trên cái đường like của Nhi như sau. Thì để cho khán giả cho mọi người xem những khán giả ai là cái người cùng quan điểm với Nhi và có cùng cái suy nghĩ và nhìn nhận có giống Nhi hay không. Thì cái vấn đề đầu tiên thì Nhi cũng biết là lạc luộc ra tiếp cận và gặp thím trọng. Với cái mục đích gì? Thế cái mục đích đầu tiên mà Nhi đưa ra Thứ nhất Thì cái cách nhìn nhận của Nhi Đó là lạc luộc muốn Tìm hiểu Và khai thác Cái thông tin Về cái chuyến đi ra Hà Nội của cô Nguyễn Phương Hằng Và muốn tìm tòi Và xem không gian mạng Những kênh nọ kênh kia Có nói đúng sự thật Về thím chọc hay không Và thím chọc có đúng là một đại gia Có đúng là 600 công nhân hay không thì khán giả và mọi người cũng như nhi thôi riêng cái cá nhân của lạc luộc ấy, thì là một cái chủ kênh youtube nhưng lại có những cái âm mưu và có những cái chiêu trò lọ chiêu trò kia thì khán giả cũng như nhi thôi thì cũng đã biết trong suốt cái thời gian tham gia đấu tố trên không gian mạng thì khán giả cũng đã biết lạc luộc lại có những cái chiêu trò và có những cái bài như thế nào cái bài đầu tiên thì nhi cũng nói ra với khán giả mọi người cái bài đầu tiên là cái bài đi tìm diễm my đúng không? Thì để câu like, để câu view, để câu nhử khán giả. Cái bài thứ hai thì khán giả cũng đã biết đấy, cái chiêu bài là ẩn kênh và thế lọ thế chai để ăn xin ăn mày khán giả. Thì trong cái vấn đề thời điểm này thì view like cũng đang rất chi là nghèo làng, không có lượt xem. Và đặc biệt là cái kênh của Lạc Luộc này thì khán giả cũng đã nhìn nhận được đấy. Không có khán giả xem nữa rồi. Và cũng đã dần dần lộ ra cái bộ mặt thật của Lạc Luộc chỉ lợi dụng vào không gian mạng để ăn xin ăn mày để câu kéo khán giả bán hàng và dùng những cái chiêu cái bài để lừa dối khán giả thì khán giả cũng đã biết và cái lượt tương tác trên video của mình cũng đã giảm thì khán giả cũng đã nhìn thấy thì lạc luộc lại đưa ra cái âm mưu đó là ra tiếp cận thủy trọc thì thủy trọc thì khán giả cũng đã biết từ trước đến nay lên trên không gian mạng có những cái phát ngôn thì khoe mẽ nào thì giàu có nào thì có cái nọ nào thì có thế kia chứ bản thân lạc luộc là cái con người lợi dụng và anh em bạn bè để kiếm trác và để gọi cho là vay hoặc mượn hoặc là nhờ hoặc là vả thì chắc chắn lạc luộc đã ra tìm hiểu để xem trên không gian mạng là lão đại và nhi và mọi người nói về cái chủ kênh của thủy trọng có đúng cái sự thật hay không cái vấn đề thứ hai thì đi ra đây thì thứ nhất để tiếp cận và lên like cùng nhau để câu kéo khán giả làm như kiểu là mình biết mình hiểu và mình gọi cho tài mình sỏi lắm ấy mà đây chủ yếu là cái chiêu cái bài để câu kéo khán giả để tăng cái lượt like lượt view trên kênh youtube chứ thật sự ra ấy, thì khán giả cũng đã biết đấy lạc luộc này tham gia vào cái drama này từ khi nào và lạc luộc này là ai thì khán giả cũng đã biết thì trong cái sự gọi cho khai thác cái thông tin giữa thím thủy Thì trong cái đường live buổi tối ngày hôm kia Thì khán giả cũng đã biết cái con người của thím thủy đã bộc lộ cái bản chất cái con người Lươn lẹo văn vở ăn không nói có trên không gian mạng như thế nào Thì cũng đã được khán giả và mọi người cũng đã biết rồi đấy Liệu thím chọc này có cái sự tin tưởng hay không? Hay cũng chỉ vì cái lợi trước mắt là vì view, vì like chứ làm gì có cái sự yêu thương hay quý mến gì công nghệ phương hằng và kêu lên kêu là lên trên không gian mạng tôi luôn kiên định tôi luôn thế nọ tôi luôn thế trai thì khán giả cũng đã thấy đấy lạc luộc chỉ đưa ra lửa cái chiêu thím trọng đã đưa hết ra rồi đã phản biện lại hết rồi và đã kể hết ra rồi thì khán giả cũng đã biết đấy thì có phải là trong cái chiêu cái trò cái bài này thì có phải là thím trọng đã bị lạc luộc lừa cho gọi cho một cú lừa nói chung là ngã ngửa và ngớ ngẩn không thì khán giả cũng như nhi thôi cũng như mọi người thì cũng thử hỏi khán giả và mọi người những cái chiêu cái trò cái bài của lạc luộc này thì dùng cái mục đích thân thiết với thím chọc là như thế nào thì chắc chắn là phải có cái sự lợi dụng và có cái sự câu kết và có cái sự câu kéo nhau thì trong suốt cái quá trình tham gia trên cái không gian mạng Tham gia với cái drama Thì khán giả cũng biết Lạc Luộc là ai Và Lạc Luộc có những cái âm mưu gì Và Lạc Luộc này có tài có giỏi hay không Có kiến thức có trí tuệ hay không Thì khán giả mọi người cũng chỉ nhìn qua cái gọi cho cái hình hài đấy Thì khán giả cũng đánh giá được ra Tâm thì sinh tướng đúng không Đấy khán giả xem đấy Thủy chọc thì lên trên không gian mạng kêu là lạc luộc sẽ ra bằng cái chuyên cơ đặc biệt và là thế lọ và là thế trai thì cuối cùng đấy đi bằng cái chuyên chuyên cơ của xe khách thì hai vợ chồng xuống xe mọi người nhìn xem phải không đầu bù tóc rối đến nỗi như cái mớ thòng bong không khác gì cái đầu như cái tổ quạ đúng không thì khán giả mà mọi người cũng đã nhìn đấy cái hình hài cái thân xác của lạc luộc thì mọi người thấy sao thì khán giả cũng nhìn xem Cái đầu thì bết vào Đến nỗi khả năng là hàng năm hàng lửa năm rồi Hoặc là hàng tháng giờ chưa tắm chưa gội Cái tóc nó bết vào Đầu thì như cái tổ quạ Đúng không? Thì mọi người thử nhìn xem Liệu có trí tuệ không? Liệu có kiến thức hay không? Hay chỉ là màu chỉ là mè Hay chỉ là lợi dụng vào khán giả Để câu nhử khán giả Để gây ra cái sự tò mò để cho khán giả cho mọi người ngồi ngóng ngồi chờ đúng không để tăng cái lộ để để, để tăng cái độ gọi cho view like cao thì khán giả mọi người xem trong cái đường like buổi tối ngày hôm kia đấy cũng đã lên rất chi là cao đúng không có một cái đường like gì đến gần 4.000 người theo dõi thì chắc chắn khán giả và mọi người cũng phải biết được chứ thì đây có phải là cái sự lợi dụng lẫn nhau không và cái sự lợi dụng câu kết không và khán giả và mọi người phải lên nhớ như này này trên không gian mạng thì từ trước đến nay thì thím chọc đúng không thì là cái người luôn luôn bị những cái kênh nọ kênh kia vay mượn về tiền long đúng không thì chắc chắn lạc luộc sẽ bắt được cái thóp của thím thủy về cái vấn đề khoe khoang giàu có thì lạc luộc chắc chắn sẽ nhờ sẽ vả và sẽ vay sẽ mượn thủy chọc trong cái vấn đề về kinh tế đấy là cái vấn đề mà nhi suy nghĩ còn cái vấn đề thứ hai thì trong một cái đường lai like trước đây Thì khán giả phải theo dõi từ đầu đến cuối Thì khán giả mới hiểu được Thì uh, thím chọc cũng, cũng có gọi điện Mà cũng có thông tin bên làng luộc Là hai người rủ nhau Câu kết đi ra ngoài này Để đi làm những cái clip lọ clip kia nào đi khám phá nào đi ẩm thực là thế lọ nào thế kia Và từ thiện nữa Thì uh, mới đây nhất trong năm ngoái Thì khán giả cũng biết Nhi và Lão Đại Đã tìm tòi và vạch ra cái sự thật về cái con người của thím thủy văn vở lươn nẹo đi làm từ thiện thì ăn chặn tiền từ thiện chặn đầu chặn đuôi thì cũng có một lượt khán giả cũng vào ủng hộ và cũng có gửi tiền về cho thím thủy đi làm từ thiện thì chắc chắn nạc luộc đã gửi ngửi được cái hơi đúng không gửi được cái hơi tiền đây là đã ra và chắc là cũng có ý định là câu kết với nhau và chắc chắn là trong cái vấn đề này thì chắc chắn lạc luộc muốn câu kết với thím thủy bởi vì thím thủy là một người biết địa hình biết địa thế ở đấy và biết đường đi đường đi đúng không đường đi lối bước đúng không thì chắc chắn là sẽ câu kết với nhau và sẽ dựng lên một cái vở kịch và sẽ dựng lên một cái kênh để câu kết đi kêu gọi từ thiện thì mọi người khán giả cũng đã biết rồi đấy cái nghề kêu gọi từ thiện là cái nghề màu mỡ mà và là cái nghề lợi nhuận cao đúng không thì chắc chắn lạc luộc bây giờ đang gọi cho là nghèo đói túng thiếu thì khắc cụ đã nói từ ngày xưa rồi đúng không nghèo đói thì sinh ra nhiều cái tật nọ tật kia đúng không thì trong cái vấn đề kêu gọi từ thiện thì lạc luộc cũng đã đánh hơi cũng đã ngửi hơi được rồi trong cái vấn đề thím thủy đi kêu gọi từ thiện thì cũng có màu có mỡ và cũng có chấm có mút đúng không thì chắc chắn nạc luộc có ý định muốn ra đây câu kết với thím trọng để làm từ thiện và sẽ đi kêu gọi từ thiện và sẽ đi lên những cái bản và những cái hộ gia đình còn khó khăn lại dựng lên những cái vở kịch để câu kéo khán giả để ăn xin để ăn mày xong rồi lại bắt đầu là chặn đầu chặn đuôi có đúng không hả khán giả và mọi người đấy là hai cái lập luận của nhi và hai cái suy nghĩ của nhi nhi chia sẻ với khán giả và mọi người còn trong cái vấn đề thứ hai mà nhi muốn chia sẻ với khán giả và mọi người như sau thì khán giả theo dõi trên không gian mạng thì khán giả cũng đã biết đúng không thì lạc luộc là ai và lạc luộc tham gia vào cái drama này trước đây thì có ủng hộ cô nguyễn phương hằng hay không và có những cái chia sẻ có những cái phản biện gì hay cũng chỉ là một kênh youtube giờ? lên trên không gian mạng lừa dối khán giả cũng đi bán mật ong cũng một triệu hai một lít xong cũng câu kéo cái nọ câu kéo cái kia thì nhi thử hỏi mấy khán giả và mọi người những cái con người như này có tin tưởng được hay không thế tại sao lý do gì mà khán giả và mọi người cứ tung hô cứ cổ suý kêu là có kiến thức có trí tuệ thì qua cái cách nhìn nhận của nhi và cái cách đánh giá của nhi từ đầu đến cuối thì Nhi xem tất cả những cái kênh youtube dơ này Chưa có một ai là phản biện đàng hoàng lịch sự và văn minh lịch sự cả Ai cũng lên trên không gian mạng lợi dụng vào khán giả Câu kéo khán giả Bán hàng câu like câu view Lừa dối khán giả Lừa dối những mạnh thường quân Trong và ngoài nước Đặc biệt là những Việt kiều Thì khán giả và mọi người cứ thử nhìn nhận ra đi Trong suốt cái quá trình Từ khi cô Nguyễn Phương Hằng đi vắng đến giờ thì lạc luộc lại xuất hiện Thì lạc luộc đã đem được những cái gì Lên phản biện Lên chia sẻ, lên dẫn dắt với khán giả Thì đã giúp được cái gì chưa Hay là từ khi Lạc luộc xuất hiện Đến thời điểm bây giờ Tất cả những kênh youtube trên không gian mạng Đều có mang cái tính chất đấu đá nhau Tranh giành nhau Có đúng không ạ Thì Nhi thử hỏi mấy khán giả mọi người Lạc luộc lại tham gia vào cái drama này làm gì Có phải tham gia vào cái drama này làm tăng lên cái độ gọi cho sôi nổi không? Thì tăng lên cái độ sôi nổi lên thì chắc chắn thì sẽ có view có like. Và cái người ngư ông đắc lợi này ở đâu? Chứ có phải là ngư ông đắc lợi là lạc luộc không? Thì lạc luộc lại lên nắm bắt về những cái thông tin đấy. Thì lại lên phản biện, lại lên dẫn dắt. Thì khán giả mọi người thấy ngon, thấy ngọt. Thì bắt đầu vào ủng hộ. Tôn trọng. Và cổ suý. Và bênh vực đúng không? Thì Nhi thử hỏi mấy khán giả và mọi người cái người nếu tài người giỏi đúng không thế tại sao phải đi chạy xe ôm tại sao phải cam cắp vợ con đi thuê phòng trọ thuê nhà trọ đấy khán giả và mọi người cứ thử nhìn xem cái con người có phải là nếu như đàng hoàng lịch sự làm sao mà có những cái cách ăn mặc và làm sao có cái tư tưởng mà nhìn làm sao có cái hình hài con người như vậy được đấy, khán giả cứ thử nhìn xem lách tha lách thách đúng không đầu thì như tổ quạ lên trên không gian mạng thì chia sẻ dẫn dắt thì khán giả mọi người xem đấy khán giả mọi người xem cái clip ở bên kênh gia cát phong đấy cũng có chia sẻ đấy gieo nhân nào thì gặp quả đấy đấy thì có đúng không chứ không phải là nhi không biết không phải là nhi không nhìn nhận được ra nhưng mà cái cách nhìn nhận của nhi thì chắc chắn là nó sẽ khác với cô chú anh chị và mọi người và khác với tất cả những kênh youtube khác còn đối với cá nhân nhi ấy, thì nhi biết trong cái vấn đề drama này lạc luộc tham gia vào cái drama này là muốn đẩy cái sự việc drama này và muốn đẩy cái câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng này nó sôi nổi lên thì khi sôi nổi cái sự việc của cô Nguyễn Phương Hằng lên thì ai sẽ là cái người được lợi thì tất nhiên lạc luộc sẽ là người được lợi thì khi cái câu chuyện cô cái câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng đang đi gọi cho chuẩn bị đến cái hồi kết rồi thì lạc luộc mới dựng lên cái vở kịch đi ra gọi chơi với nhà thím trọng thì với cái mục đích để câu like, để câu view, để câu nhử khán giả Để câu kết với nhau đi làm từ thiện Để ăn chặn từ thiện đúng không? Thì khán giả và mọi người cũng đã biết đấy Cái chiêu, cái bài của Lạc Luộc ấy, Thì thân thiết với ai thì cũng phản người đấy Chơi với ai thì cũng chỉ muốn lợi dụng thôi Khán giả và mọi người biết Nếu như cái sự việc của cô Nguyễn Phương Hằng Bây giờ vẫn còn tiếp diễn thì lạc luộc sẽ là cái người ngư ông đắc lợi và là cái người sẽ được rất chi là nhiều những cái sự ủng hộ và được rất chi là nhiều khán giả và mọi người đô lết và ăn xin ăn sỏ thì bây giờ thì hỏi khán giả và mọi người nếu như cái sự việc của cô nguyễn phương hằng nó dừng lại thì lạc luộc sẽ như thế nào có phải lạc luộc sẽ có bất có bơ và sẽ không có công an việc làm không? Thì bây giờ bắt buộc thì lạc luộc phải ra nhà thím chọc để moi để gọi cho là tìm tòi bới móc ra những cái thông tin đúng không để khai thác cái thông tin của thím chọc lại dựng lên cái vở kịch nữa để cái câu chuyện của cô nguyễn phương hằng nó lại sôi nổi như đầu đúng không thì khi sôi nổi được như đầu thì lạc luộc chắc chắn sẽ không bao giờ lại thân thiết với thím chọc nữa và sẽ lại quay về phản biện và thế nọ và thế trai thế bây giờ nếu như cái câu chuyện này những ai ủng hộ công Nguyễn Phương Hằng từ đầu đến giờ. Và những ai ủng hộ thật tâm thì khán giả mọi người hãy nhìn nhận ra đi. Xem là cái sự lươn nẹo của cái đàn YouTuber lên trên không gian mạng phản biện thì khán giả thử nhìn nhận, thử đánh giá cho nhi đã đúng chưa? Hay là cũng chỉ vì tiền, vì view, vì like. Có phải là bây giờ khán giả bây giờ cũng chỉ trông ngóng vào đúng là bây giờ là trên không gian mạng chỉ có lạc luộc đúng không lạc luộc và điền ruộng và jimmy mõm đúng không thì khán giả cũng phải biết được chứ bởi vì trong những cái sự này bây giờ là những cái kênh này bây giờ đang thứ nhất là đang có lượt view lượt like cao thì khán giả mọi người theo dõi nhiều bây giờ khán giả phải thử đặt ra một số những cái câu hỏi như thế này một cái người có tài có đức một cái người có trí tuệ một cái người có cái tầm ảnh hưởng trên không gian mạng thì tại sao phải làm lại phải vướng vào những cái câu chuyện đấy Người tài người giỏi tại sao phải đi bán quả mít xanh? Tại sao phải càm cắp vợ con đi ở nhà trọ? Đúng không? Mấy người phải nhìn ra chứ Nếu người tài người giỏi chắc chắn phải được trọng dụng chứ Thế tại sao người tài người giỏi công an việc làm thì không có? Phải đi chạy xe ôm Lên trên không gian mạng Thì nghĩ ra những cái chiêu, cái trò, cái bài Câu kéo khán giả, lừa dối khán giả đúng không? Nào thì việc lọ diễm mi nào thì ẩn kênh nào thì thế nọ nào thì thế trai thì khán giả phải thử hỏi mấy mọi người là cái câu chuyện đây là câu chuyện gì? Có phải đấy là đang lừa rồi khán giả không? Cái vấn đề thứ hai thì Nhi thử hỏi mấy khán giả mọi người. Thế cái người anh thầy giáo móm đấy. Đã tốt, đã đẹp, đã lịch sự chưa? Nếu như anh ta tài anh giỏi, anh có level cao đúng không? Thế Nhi hỏi ví dụ nhất, thế tại sao lý do gì mà tài giỏi, tại sao mà mở cái trung tâm dạy tiếng Anh ra lại phá sản đúng không? Lại phải mượn xe của bạn đi cắm để vướng vào 3 năm 6 tháng Thì khán giả phải nhìn nhận được ra chứ Ai là người tài, ai là người giỏi Hay là chỉ giỏi lên trên không gian mạng Đi lợi dụng khán giả Để ăn xin, để ăn mày Để câu nhử khán giả Hay là hay để ý đến cái ví của khán giả Và để ý đến cái đồng tiền đô lên Hả khán giả và mọi người Cái cá nhân của Nhi Nhi là cái khán giả ngoài thôi Nhi cũng không được lợi cái gì cả Nhưng mà Nhi lại thích lên trên không gian mạng Nhi nói ra những cái con người lợi dụng những cái thói hư tật xấu Thì cá nhân của Nhi thì Nhi muốn chia sẻ cho khán giả cho mọi người thấy Sự thật thì vẫn là sự thật Trong suốt hơn một năm rời qua Nhi thêm tham gia và gọi cho cái công chuyện gọi cho đấu tố trên không gian mạng Nhi là cái khán giả ngồi ngoài xem Thì Nhi nhìn nhận thứ nhất là cái kênh của thím chọc Thì khán giả mọi người hãy thử nhìn nhận ra đi nếu như một cái người tài, người giỏi, người giàu, người có Thế tại sao phải lên trên không gian mạng Lươn Khơn Văn vở mấy khán giả là mọi người là tôi có 600 công nhân Tôi có hàng nghìn chuỗi cửa hàng trải từ Bắc vào Lan hết thử hỏi mấy khán giả mọi người tại sao cái người tài người giỏi Có 600 công nhân công ty mà bây giờ phải ngày đêm phải lên clip phải không Nhặt nhạnh được cái view cái này Đi xin sỏ cái nọ xin sỏ cái kia Thì như thử hỏi mấy khán giả mọi người liệu giám đốc có như thế không Thế liệu một cái người giám đốc 600 công nhân mà hàng nghìn chuỗi cửa hàng từ Bắc vào Nam nhậu lên trên không gian mạng thì thử hỏi mấy khán giả mọi người cái kênh của thím chọc này đem lại cái lợi lộc gì? Và có tài có giỏi hay không? Thì có tài có giỏi và có ảnh hưởng đến công ty hay không hả khán giả và mọi người? Liệu có ảnh hưởng đến khách hàng hay không? Hay là thím mới lên đây thím mới diễn không gian mạng, thím mới diễn trò, Chứ bản chất cái con người của khán giả mà mọi người cũng đã nhìn nhận được ra đấy Con người người ta có của ăn có của để Thì người ta đã không bao giờ người ta khoe người ta khoang Nhưng mà Thím ấy lên trên không gian mạng thì mới làm rất chi là nhiều những cái trò lố bịch đúng không Trò của con lít thì mới diễn trò thế nọ diễn trò thế trai Thì Nhi thử hỏi mấy khán giả mọi người hãy thử nhìn nhận ra Trong suốt hơn một năm rời qua Tham gia vào cái drama đấu tố trên không gian mạng Thì cái kênh của thím trọng khán giả trong và ngoài nước quý thím như nào có phải quý thím như mẻ không thế quý thím mới như mẻ như vậy thì thử hỏi với khán giả mọi người có ảnh hưởng đến công ty không có ảnh hưởng đến hàng chuỗi cửa hàng đấy không Hả khán giả và mọi người thế tại sao mà khán giả và mọi người bây giờ vẫn tung hô vẫn cổ suý và vẫn tin tưởng như vậy còn đối với cá nhân của nhi, nhi không bao giờ nhi đặt một cái niềm tin tưởng gì bởi vì nhi đã lên tận nơi lão đại lên tận nơi và cũng nhìn cái hoàn cảnh của thí mới sống như nào bây giờ một tấc đất không có phải đi sống nhờ phải đi ở đậu bố con phải càn cắp nhau đi sống trong một cái gầm trạm đi ăn nhờ ở đậu thì nhi thử hỏi mấy khán giả mọi người đã tài đã giỏi chưa đến một cái thổ đất của con ở quê thì mới cũng bán đi để lấy tiền trả nợ thì thử hỏi mấy khán giả mọi người tài giỏi cái gì trong suốt những cái sự khoe khoang lên trên không gian mạng thì khán giả đã nhìn hết cái sự thật đúng không? Lào thì khoe sổ đỏ, Lào thì khoe sổ tiết kiệm của người khác. Có phải của mình đâu. Và rõ ràng cái con xe ô tô đang đi bây giờ, nó là S350. Nhưng mà lên trên không gian mạng, nói phép với khán giả mọi người là S500. Nó là đời 2008, cũng nói phép với khán giả mọi người là 2018. Thì, thì hỏi với khán giả mọi người có phải là lươn nẹo không? Mà có phải là con trẻ nữa đâu cũng gần đất xa trời rồi Đầu hai thứ tóc rồi Có dâu có rẻ rồi đấy Thì khán giả hãy thử nhìn nhận ra đi Một người tài một người giỏi Thế tại sao không trọng dụng Tại sao không làm những cái việc lọ việc kia đi Mà phải đi xa phương cầu thực Phải đi bám vào váy bà mẹ vợ Bố con cảm cắp nhau đi Thì khán giả mọi người hãy thử nhìn nhận lại qua cái đi, cái, 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 cái clip ấy, Mà thí mới lên trên không gian mạng Thí mới diễn trò thím mới thế nọ thím mới thế trai thím mới xem là đám cưới đám hỉ của con thím đấy cái khán giả mọi người hãy nhìn xem là gia đình nhà người ta đối xử với thím ấy như nào đến nỗi gia đình nhà thím ấy còn đối xử với thím ối giờ ơi như vậy thì tại sao lý do gì trên không gian mạng khán giả và mọi người lại yêu quý thím ấy có đúng không nga nói xin thưa với khán giả và mọi người như này này Hôm nay ấy, thì Nhi cũng có nhận được một cái clip Và cũng nhận được một cái comment Ở trên kênh Lạc Luộc ấy. Thì cái khán giả trên kênh Lạc Luộc đấy Thì cũng có trách Lạc Luộc Là tại sao và lý do gì Lạc Luộc lại với, bây giờ lại cùng live stream Mà cùng nói chuyện với Thím Thủy Thì khán giả mọi người bây giờ cũng đang gọi cho thất vọng về Lạc Luộc Hiểu chưa à? khán giả và mọi người Khán giả trên kênh bây giờ cũng đã biết hết cái bộ mặt thật của Thím Trọc rồi cũng đã biết là cái con người lươn nẹo văn vở của thím chọc trên không gian mạng rồi đi ăn xin đi ăn mày rồi chứ không phải có cái gì đâu còn từ hôm qua đến hôm nay thì như không biết là vợ chồng lạc luộc lên trên nhà thím không biết có được vợ chồng nhà thím ấy đãi vợ chồng lạc luộc được những cái món gì không biết là có được ăn thịt lông không và không biết được có gọi cho là có 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 được à, à, đi cái chuyên cơ mặt đất hay không có được cái nọ có được cái chai hay không Mà không biết có chỗ ngủ hay không ấy Hay là phải ra nhà nghỉ ngủ Hay là ra khách sạn ngủ Và nhân tiện ngày hôm nay ấy, Thì Nhi làm cái clip như này này Thì Nhi cũng nhắc đến vợ chồng lạc luộc như này này Trước khi về Thì phải trả tiền thí mấy cái tiền ăn này Và cái tiền đi vệ sinh này Hiểu chưa Và cái tiền ngủ Chứ không mấy hôm nữa đấy Nhưng mà gọi cho có lên trên không gian mạng ấy có nhà, Gọi cho cắn nhau ấy thì lại bới móc nhau ra, thì lại đi đòi quà, hiểu chưa? thì lại đi bắt đầu đi tính tiền cơm, tính tiền ăn, Và phải nhớ quay cái clip lên xem thí mới là có đãi cơm gà cá gỗ hay không, hay thí mới lại cho ăn gọi cho là uh, <laughs> à, ăn 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 những cái đồ mà ăn gọi cho hàng tháng trước rồi, không biết là lạc lạc luộc mấy vợ lạc luộc không biết là có được ăn những cái sơn hào hải vị hay không, có được thím mới tiếp đòi tiếp đãi gọi cho hẩn noi không ừ? hay là cũng như nhi mi lão đại nhưng bây giờ lên cái clip nào cũng thấy bố con bên nhau thế hả lạc luộc ừ? rồi trước sau gì hai bố con sẽ lại gọi cho cắn nhau thôi chứ không bao giờ được lâu đâu cái bản chất cái con người ấy, hiểu chưa một người thì lợi dụng một người thì gọi cho lươn nẹo một người thì văn vở hiểu chưa và một cái người hay gọi cho là bốc phét khi khán giả mọi người người ta dần dần người ta sẽ hiểu ra hết sự thật thì vẫn là sự thật chối làm sao được hạ lạc luộc và chối làm sao được thủy chọc còn xin thưa mấy thủy chọc như này này thì đến cuối cái clip thì nhi cũng nhắc đi nhắc lại mấy thủy chọc một số cái vấn đề như sau nói đi thì nói lại nói nhiều thì nói nữa nói nữa thì vẫn nói mãi đúng không thì thủy chọc phải chứng minh cho không gian mạng và hãy nhớ sao kê cái tài khoản và Thủy Trọng đi kêu gọi từ thiện đi để cho khán giả cho không gian mạng biết là trong cái năm ngoái Thím Thủy và cô giáo đã câu kết đi kêu gọi từ thiện. Có ăn chặn không? Có chặn đầu chặn đuôi không? Hãy sao kê lên để cho không gian mạng để cho mọi người thấy là trong cái vấn đề kêu gọi từ thiện đấy cái tài khoản của cô giáo và tài khoản của Thím Thủy được bao nhiêu tiền. Hiểu chưa? Hãy sao kê minh bạch ra. Hãy làm theo đúng cái nghị định 93 đưa ra Chứ đừng lên Nghĩ khán giả không gian mạng Và mọi người người ta quên đi cái sự việc đấy Thím thủy à Còn đừng có lên Bao biện và đừng có lên Chối quanh, chạy quanh Để quên đi cái câu chuyện kêu gọi từ thiện Thím chọc à Làm cái gì thì làm Cái mục đích ý, Của khán giả của không gian mạng Cũng chỉ muốn thím Hãy sao kê minh bạch ra đi làm từ thiện có bớt đầu bớt đuôi không có hóa đơn chứng từ không chứ không phải là chỉ lên trên không gian mạng sao kê bằng mõm đâu thím chọc à làm cái gì thì làm để cho không gian mạng cho mọi người người ta nhìn nhận được ra người ta thấy được cái sự thật chứ không phải ngồi đấy lươn lẹo văn vở lảng tránh đi cái sự việc sao kê thím chọc à thím còn nhớ chứ thím lên trên không gian mạng Thím nói về giới văn nghệ sĩ chứ. Thì thím phải nhớ làm sao? gương mẫu chứ đừng lên nói người khác được. Và bản chất cái con người của mình còn đang ăn đi đang đi ăn nhờ ở đậu thì làm gì có của ăn của để mà đi kêu gọi từ thiện hả thím Thủy? Còn cũng xin thưa mấy thím Thủy như này nè cũng qua rằm rồi đúng không? Thì Nhi lại bắt đầu tiếp tục đấy. Ngày 1 ngày 2 thì Nhi sẽ lại lên clip và nhi sẽ gửi đến thím trọng nhi sẽ đòi bằng được cái cân chè của thím trọng để xem đại gia đại dung cái gì có cái cân chè của nhi mà cứ gọi cho là vợ chồng cứ gọi cho y mỉ mi mỉm thế định ăn không cái cân chè của nhi à Hả, thím trọng làm cái gì thì làm hãy chứng minh cho không gian mạng cho mọi người thấy sự thật thì vẫn là sự thật đại gia đại dung giàu có cái gì ha có cái cân chè của nhi mà cũng phải để tết hiểu chưa mời khách mời khứa uống để cho đạt lên bàn thờ tổ tiên để thờ làm cái gì hà thủy trọc ừ. không biết là trong ngày hôm qua thủy trọc có lấy cái cân chè của nhi ra để mời lạc ruột ruộng không ha có mời vợ chồng lạc luộc không hà thím trọc ừ. thì nhi cũng đã nói rồi thím trọc ấy trước khi bỏ cái cân chè của nhi ra mời khách ấy thì phải nhìn nhận được ra à, biết là nhi nói cái cân chè đấy bỏ mời khách uống thì không khác bê cái gì chưa ha à? có giống cái bát ml không hà thím chọc hãy cho khán giả cho mọi người thấy sự thật thì vẫn là sự thật nhá chứ đừng có nghĩ là quên đánh chống lảng cái sự việc về cái cân chè của nhi đi không ăn không của nhi được đâu thím chọc à có xin thì có trả nhá còn biếu ấy thì phải biếu những cái người tốt người đàng hoàng chứ không phải ăn xong quẹt mỏ thím chọc à nhá còn vợ chồng bảo nhau hết tết rồi ra riêng rồi thu xếp lo trả tiền cho nhi cân chè đi không ngày nào nhi cũng lên nhi đòi đấy nhá thím chọc ạ à. còn không trả nhi ý, thì nhi sẽ có nhiều cách để nhi phải đòi bằng được cái cân chè của thím để cho thím biết trên không gian mạng đại gia đại dung cái gì hiểu chưa có đại gia mõm thì còn nghe được thím chọc ạ à. Nên là muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ Và muốn suy nghĩ, muốn tính toán như nào thì tính toán Ngày 1, ngày 2 Thu xếp Vợ chồng vay mượn đâu Trả cho Nhi cân chè đi Đừng để Nhi phải đòi nhiều Nhi mà đòi nhiều ấy hiểu chưa Thì không gian mạng Nhìn là còn ít Nhưng anh em họ hàng ấy Thì người ta mới nhìn nhận được vào Người ta mới đánh giá được ra Đại gia như nào Hay là đại gia mõm Nhá Thủy chọc ạ à. Chứ không phải là chuyện đùa còn nói thật mới uh, một vài phút nữa thì xin thưa mấy lạc luộc như này, này nhá lạc luộc ấy có bản lĩnh đấy chú lão đại đêm hôm qua đấy chú cũng đưa ra đấy nếu như muốn gặp chú lạc luộc ấy thì cứ lên cái tab cộng đồng đi hiểu chưa chú lão đại chú sẽ lên tận lơi chú xin chữ ký của lạc luộc đấy hiểu chưa để cho biết được trắng đen và biết được lạc luộc bản lĩnh đến đâu tài giỏi trí tuệ đến đâu hiểu chưa cứ lên cái tab cộng đồng hứa hẹn hiểu chưa cho một cái cuộc hẹn để chú lão đại chú lên tận nơi chú khác đón tiếp hai bố con hiểu chưa đâu vào đấy chứ không phải lên trên không gian mạng ngồi đấy mà gọi cho ảnh đâu thì cũng xin phép tất cả cô chú anh chị và mọi người thì nhi làm cái clip thì nó cũng dài đến đây rồi thì nhi cũng xin phép tất cả cô chú anh chị và mọi người nhi xin phép nhi xin dừng cái clip ở đây nhá xin hẹn cô chú anh chị và mọi người trong những cái đường like tiếp theo của nhi thì đây là những cái phản biện và những cái suy nghĩ của Nhi. Thì Nhi lên Nhi chia sẻ với cô chú anh chị và mọi người. Khán giả ai đồng tình với Nhi thì mọi người cứ comment cứ nhìn nhận thì cùng với Nhi để tiếp tục để đưa ra những cái phản biện hay, tốt, đẹp thì Nhi xin cảm ơn cô chú anh chị mọi người. Nhi xin dừng ý clip ở đây nhé. Bye bye mọi người ạ. truyền từ rừng cao suối vong nghe câu then xin cho quên đường về dù vẫn vương dâu vương tóc thề mãi đi chợ xa nari đi hoa trắng núi ngân sơn đèo giang đàn tình vẫn mang theo Đến bắc cạn mời thay lời